Hôm nay quay quả clip cho anh em là thùng Kinlong 4D chính hãng. Đó, đây là cái tem màu tím. Màu tím nha, nên nhớ là cái chính hãng có cái tem màu tím này. Mã vạch, mã cốt, ngày tháng xuất xưởng. QC kiểm định. Đây nha, cái chữ cái băng dính này là nó cũng có chữ Kinlong nhá. Đấy. 4D Kinlong chính hãng nhé. Mọi người nên nhớ Kinlong chính hãng là chỉ có 15 phân 5. 20 phân mà khuyên đông khuyên bạc này là đã là hàng fake rồi, hàng nhái rồi. Đây trong thùng nóng như này. Một tấm này. Đây nó có cái tem của nhà sản xuất QC. Kể ra kiểm định nhá. Đây này có đóng dấu QC. PC. Đây cái cốt này là cái cốt của khung. Còn vào khung. Còn cái cốt cánh chúng ta nhét vào cánh rồi. Đóng như này. Còn nối vít của Kinlong chính hãng là dùng vít 4 cạnh. Chúng ta dùng tô vít chúng ta vặn, còn là dùng ta máy bắn vít chúng ta bắn lại. Chứ dùng đục năng là sai bét nhé. Đây bản đề nó đóng như này đây. Mỗi một các bản đề đều có cái túi bọt biển giảm chấn. Ở đâu cũng có mã luôn. Kinlong cái hãng là phải có mã nhé. Đây là cái bắt vào cánh này. MJ600602. Đen này là độ đen mờ chứ không phải đen xì đen bóng nhé. Đây Kinlong. Bật cái lắp này ra trong này có 4 cái mã. Tiếp đến cái chữ Kinlong này nhá, nhỏ sắc nét, to nó không phải đâu, to là nào fake. Giá là 120.000 một cái là đắt lắm rồi nhá mọi người. Cái Kinlong fake kia nó chỉ tầm 57.000 thôi là đắt lắm rồi, nhưng mà Kinlong chính hãng này 115 đến 120.000 một cái. Độ dài của nó chỉ có một loại thôi, nó là 15/5 nha. 20 phân, 21 phân, 30 phân. Là hàng fake. Mở cái khuyên này nhá, khuyên này bằng đồng hoặc bằng cái gì đấy thì nó là hàng fake. Khuyên này nó phải bằng nhựa. Này, nhựa đen nhưng mà có độ hoàn thiện của nó rất là tinh xảo cao. Ok anh em nhá. Mọi người chưa biết Kinlong chính hãng thì qua clip này tham khảo nhá. Nhà mọi người bản Kinlong chính hãng như thế nào thì mọi người xem clip này mọi người sẽ rõ nhá. Ok.